Xin chào tất cả các bạn. Trong trình hôm nay chúng ta sẽ đến với một khách rất đặc biệt. Anh ấy là Nhân, hay còn gọi là Nhân siêu xe, đến từ Bình Dương. Và anh Nhân cũng sở hữu một chiếc xe vô cùng đặc biệt mà tôi tin rằng là tôi cũng như các bạn khi gặp và chiếc xe này sẽ đều cảm thấy yêu mến ngay từ những ngày đầu tiên. Và đó chính là chiếc Ford F350, một trong những chiếc xe cực độc đáo tại Việt Nam lúc này. Và xin chào anh Nhân. Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi anh Nhân là anh có thể chia sẻ về cái nguồn gốc của chiếc xe F350 này mà anh đang sử dụng không? Cái F350 này thì cũng là một cơ duyên của mình thôi. Mình có một người bạn ở bên Đồng Nai. Hồi trước á, là bạn đó đã có một người bạn nữa đã từng thanh lý trên bên điện lực, xong rồi bên điện lực thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, cái bạn ấy mang về thành phố Đà Lạt. Nhưng mà sau hơn 2 năm bạn ấy không biết cách nào dọn vì nó là một đống đổ nát. Xong rồi bạn Đồng Nai là người bạn của mình vừa rồi đã lấy lại rồi mang về, cũng mà cũng nói thiệt là bạn ấy thấy chán quá, bạn ấy không dọn nữa. Cái lúc vô tình đó là mình qua nhà bạn chơi, thấy cái đống phế liệu, mình hỏi là cái này để làm gì bạn. Anh kêu là thôi ông thích lấy về làm gì lấy đi. Tại là tự nhiên á, mà mình bà kỳ định ngay đầu tiên mình cũng không biết lấy về làm gì, mà nó là như là một đống sắt vậy đó. Mà nghĩ lại nếu mà lấy về là mình làm gì, nhưng mà nhìn này, nhưng mà đi sau khi mà đi vòng một vòng mình cảm thấy nó có một cái nét gì hầm hố, mà mình nhìn thấy cái chữ F350 là cái lúc đó là trong đầu, trong cái tiềm thức mình suy nghĩ ra cái dòng CDF này là toàn là những chiếc xe rất là độc. Thôi mình kêu là thôi bây giờ là ông để lại cho mình đi. Và là từ ngày đó, là cách đây là khoảng hơn 2 năm về trước, là mình cẩu nó về, phải là đúng cái từ cẩu nó về chứ không chạy được, vì nó chỉ là những cái mảnh sắt vụn với nhau thôi, là mình bỏ ra hơn 2 năm để mình dọn nó. Vậy thì trong suốt quá trình mà anh dọn lại chiếc xe này thì anh gặp những khó khăn gì? Về bản thân cái dòng CDF này á, nếu mà bên Mỹ thì nó rất là thông dụng, nhưng về Việt Nam mình nó thiệt là không có. Chẳng hạn như là mình muốn mua từ đầu tiên là máy không nổ, thì mình mua một, mình phải đặt cái hộp, là phải có một người bên Mỹ họ mới đặt về cho mình. Xong là từ cái tay cửa đến cái bánh xe cua không có, vì bản thân cái xe này hồi xưa nó 6 bánh, mà mình không có bánh, nó 6 bánh mà không có bánh xe cua. Lúc mà mua về không có, thùng không có, nói chung là không có gì hết á. Kiến đồ vỡ tan nát hết, đèn mất. Rồi mình mới bắt đầu mình phải đi lượm lặt tất cả những cái anh em mà những cái mối quan biết của mình ở dưới trong thành phố á. Có những người, mỗi người có một chút, là người nào không có thì mình mua luôn một cái xác xe khác về để mình lấy những món phụ tùng mà đặt lên xe thôi. Vậy thì đâu là cái phụ tùng mà anh hoàn thiện cuối cùng cho chiếc xe này? Cái phụ tùng mà mình, vì cái bản thân cái dòng CDF hay là cái dòng này thì bên nước ngoài về mình là cũng bên mình là chính thức là như kiểu anh em trong dân abroad, dân địa hình ra, nên về mình phải độ lên vài món đồ chơi nhỏ nhỏ. Và cái cuối cùng mình về là cái tay cửa bên tài nó không có. Mình bắt buộc mình phải qua mình bên Anh Quốc, bên Củ Chi á, mình mua ảnh lên thêm một cái xác xe về, mình chỉ lấy một đúng một cái tay cửa thôi. Vậy thì tổng chi phí mà trong suốt quá trình anh hoàn thiện chiếc xe đấy hiện tại là bao nhiêu? Nếu mà cái chi phí á, thì cái kỳ tình á, thì về mình dân chơi xe á, thì mình cái kinh tế thì mình không có quan tâm lắm. Mình quan tâm là như kiểu là cái thời gian mình bỏ ra rất là nhiều, như kiểu cái những đêm mà mình nằm mình suy nghĩ, xong rồi mình trong cái ký ức của mình nó sẽ hiện lên cái xe đó từng con bồ lon ốc vít. Vì bản thân mình á, là dân xe, bản thân mình vừa sửa xe đồ, nói chung là làm tất cả đều được, nhưng mà kỳ tình cái xe này là mình không muốn thuê một người thợ nào làm hết, đích thân mình làm. Coi như là bản thân anh làm từ đầu đến cuối luôn. Đúng là bản thân mình làm là gần như kiểu là cái phần đồng, phần sơn á, thì như kiểu là mình đứng mình chỉ đạo người ta. Rồi còn cái phần mà máy móc rồi những cái trang thiết bị mà những cái món đồ thiếu á, là phải đích thân, đích tay mình làm mới được. Vậy so với cái chiếc xe nguyên bản thì nó được giữ lại những cái chi tiết nào? So với chiếc cái xe nguyên bản á, vì bản thân mình chơi xe là mình phải là người hiểu luật của Việt Nam mình. Vì chẳng hạn như số khung, số máy là bắt buộc. Hà như tổng thể hình dáng của xe là mình giữ nguyên. Hà như mình đổi cho hàng đôi cái cản, tời, đèn, đóm ở trong nội thất phải làm lại hoàn toàn mới. Vì cái nguyên bản của cái xe F350 cũ á, hà như cái băng ghế liền, rồi tay cửa hay là những cái thiết bị đó, nó những gọi là cái thiết kế kiểu cổ. Nên bây giờ mình làm theo phong cách hiện đại cho nó mới hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về cái thông số kỹ thuật chính xác của chiếc xe này không? Nói về cái thông số xe này nè, thì mình hãy liên tưởng đến những cái máy gạt min của container á. Máy là máy 7.3, nó là 8 máy, gọi là V8 đó. Nó xài là turbo direct, có nghĩa là thổi gió trực tiếp.
vì mỗi cái máy này nó độc đáo hơn những cái máy khác á, mà công nghệ của hơn phải đến 30 năm về trước á, là nó xài bét điện, ga cũng xài ga điện luôn, thành ra như mà mỗi lần chạy rất là sướng, nhưng mà đôi khi nó có trục trặc gì á thì nó cũng làm cho mình rất là điên đầu. Còn thì về mức tiêu thụ nhiên liệu thì sao, bởi vì máy 7.3 máy dầu đúng không anh? Đúng rồi. Số 5 cấp, số sàn 5 cấp. Đúng rồi. Nói chung là nếu mà nói về cái mức tiêu hao nhiên liệu á thì nó tầm khoảng là trên dưới 30 lít. Không đấy hơn được nữa. Vì bản thân nó về căn bản là nó cái xác nó quá nặng, cái xác nó gần 5 tấn. Tổng tải nó cũng lớn và thành ra là máy lớn á thì ăn nhiều. Cái này nói vui, chúng ta phải nên có 10 cây dầu trước nhà chúng ta. Đúng rồi. Thành ra cái xe mình lúc nào là hai bình dầu nha. Một cái bình dầu chính nó khoảng là 150 lít, cái bình dầu phụ nó khoảng 70 lít. Là mình đó là mình xài cái bình dầu phụ chứ không mình xài bình dầu chính. Vì có 70 lít dễ đổ hơn 150 lít. Cái trong mỗi lần mà đi ra cây dầu là phải cầm tầm 4 triệu. Thì từ cái lúc mà quá trình anh dọn lại chiếc xe này rồi, đến thời điểm bây giờ khi anh vận hành nó thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh với chiếc F350 là gì? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là lúc ra, cái lúc mà mình thử xe trên đường thành phố mới, xe đạt cái tốc độ khoảng hơn 130 là vô ga nó không chịu chạy. Cái lúc đó là mình mới không biết lý do tại sao, và vì mình bỏ ra hơn 2 năm rồi mà bây giờ cái máy mà không thể chạy được là coi như cái bao nhiêu công sức của mình nó sẽ, mình cảm thấy nó hơi hụt hẫng. Cái về lại tiếp tục xử lý tiếp, là lúc đó là phần điện đủ, dầu đủ, rồi bét đồ thì mới canh chỉnh hết. Nói chung tất cả đều đưa lên máy rồi, có kiểm đã test rồi nhưng mà không biết là lỗi. Cái lúc bữa sau là vô tình là mình thấy vài giọt dầu chảy xuống, cái mình mới tháo cái bơm dầu ra, mà bơm dầu để xài bơm cam, mà bét thì xài bét điện chứ không có xài heo. Tháo cái bơm ra thì nó bị tụt áp, do là cái búp bê dầu hồi nó bị rách, thành ra mình mới phải đặt từ hồi trước Tết đến giờ là có một đồng chí ở dưới thành phố á, đã gửi về cho mình được một cái xin để mình nguyên cái bơm dầu luôn, để mình xử lý được cái phần đó. Nói chung bây giờ tốc độ của cái xe là nếu mà trong ngoài maximum á, của nó là tua máy ở 4.000 á thì nó chạy khoảng 180, nhưng mà bây giờ nếu chung mà hơn 3.000 thì mình có thể đạt 150, nhưng mà cái tình là nó thiệt là mình không dám chạy đến tốc độ đó, cũng hơi ớn. Vậy thì khi mà anh dọn lại sang chiếc xe thì em có gặp khó khăn nào trong quá trình đăng kiểm lại xe không? Về cái vấn đề đăng kiểm á thì thực tế là cái xe mình dọn, vì trong hồ sơ đăng ký bên công an rồi thì nó có hồ sơ đầy đủ. Trong cái vấn đề đăng kiểm là chỉ hơi lấn cấn là truy thu đến 5 năm phía cầu đường. Nó hơi đau lòng một chút. Mà tại sao lại có cái sự truy thu đến 5 năm phía cầu đường ấy? Vì cái luật của mình là bắt đầu từ năm 2013, xe chạy không chạy nếu mà không có công văn của bên Bộ Công Thương á, là xe đậu hay là đi á, thì mình sẽ tính y như kiểu là xe đang di chuyển ngoài đường. Có một điều mà tôi cũng như là nhiều người chắc là sẽ băn khoăn là cái mục đích sử dụng của chiếc Ford F350 này là gì vậy? Đây, cái câu hỏi này nó thiệt là mình đã được nhiều người bạn của mình trong giới abroad hỏi mình là nhân mua cái xe để làm gì. Nhiều khi mình cũng nghĩ là hỏi về mình không biết sao mình trả lời hết, nhưng mà thực tế là cái xe này đối với cái giá trị của mình thì nó có một giá trị rất là lớn, vì cái giá trị tinh thần về mình đó là mình thích những cái đồ hàng độc. Mà bản thân như cái xe này là nó thiệt cái là trong lãnh thổ Việt Nam mà cái đời 95 á, là chỉ còn duy nhất mình còn một chiếc xe này. Rồi cái mục đích để sử dụng nó thì chỉ có những cái dịp thật sự là quan trọng, như chẳng hạn như mình đi cái chuyến caravan này là mình làm công tác hậu cần chuẩn bị cho anh em ở bên nước ngoài họ về, hay là cái vừa rồi bên Việt Nam mình có cái chiến thắng lịch sử vẻ vang của đội U23, anh em ra làm công tác của cổ động. Cái gì là tôi có thấy là trên xe của anh dán cờ, như là dán các sticker cổ vũ tôi Việt Nam rất là nhiều. Thì là có lẽ rằng là chắc khi anh cùng với bạn bè của mình di chuyển chiếc xe này trong cái dịp đó thì tôi tin rằng là rất gọi là nhận được rất nhiều sự quan tâm của người xung quanh, phải không? Nói chung rất nổi, mình đi đến đâu là mọi ánh mắt đều ngước nhìn mình hết. Vừa rồi thì tôi đã cùng với anh Nhân trao đổi những cái câu hỏi mà Nhân chia sẻ về chiếc F350. Bây giờ chúng ta sẽ cùng anh Nhân đến gần hơn với chiếc xe để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về những cái bộ phận mà anh Nhân đã dọn lại trên chiếc F350 rất đặc biệt này. Anh Nhân có thể chia sẻ phần đầu xe thì anh đã giữ lại những cái chi tiết nào là nguyên bản và những cái chi tiết nào mà anh đã làm mới lại hoàn toàn? Rồi, chẳng hạn như về cái chiếc xe này nè, lúc mà mình mới mua về thì nó thật là nó đúng nghĩa là một đống phế liệu.
rồi những cái phần mà nguyên bản á, chẳng hạn như là các bạn thấy là những cái đèn này hay là cái lăng capo rồi mình giữ nguyên. Hồi xưa ở đây là có một cái cảng inox, nhưng mà cái mẫu hồi trước á, họ làm cái kiểu nó tròn tròn, nó cái kiểu cổ điển, mà bây giờ mình hiện đại rồi, mình thấy cổ điển nó không có hợp, nên mình lên lại cái dàn cảng này, là chẳng hạn như cảng này tự cái lúc mà mình về là mình tự đo, tự làm, mình làm lại hết từ đầu cái này, chẳng hạn như đèn đó là mình trang bị thêm để cho đi được nó an toàn hơn, rồi gắn thêm tời để hỗ trợ mấy cái công tác mà đi, chẳng hạn như là mỗi lần đi off-road hay là hỗ trợ anh em mà có bị mắc lại. Và đây là một số dòng chữ mà anh Nhân cũng đã gắn thêm, động cơ 7.3 này, V8 turbo này, direct injection này, cũng như là trực tiếp, và chiếc Ford F350 Super Duty dòng siêu bán tải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng anh Nhân tìm hiểu qua nội thất của chiếc Ford F350 này nhé. Tiếng mở cửa thực sự đúng như một dòng xe tải các bạn ạ. Và đây chính là chi tiết mà nãy anh Nhân trong cuộc trao đổi anh ấy chia sẻ, là chi tiết cuối cùng hoàn thiện trên chiếc F350 này, chiếc tay nắm cửa rất là khó tìm, và anh đã mua lại một cái xác xe và dùng nguyên cái này thôi. Ôi, các bạn có nghe tiếng đóng cửa không? Thực sự là rầm rập ấy, nhìn đã lắm. Anh Nhân, anh có thể chia sẻ cho tôi cũng như là những người xem về không gian nội thất của chiếc F350 này. Nói chung là cái nội thất của chiếc F350 về cơ bản là mình giữ nguyên zin hết. Nhưng mà chẳng hạn như những cái thay đổi của mình, chẳng hạn như là ghế này nè. Hồi trước nó là một cái ghế liền từ bên bên tài qua bên phụ, nó dài khoảng 2 mét. Thì bây giờ mình về mình mới độ, mình mới qua bên cam á, mình mua một cặp ghế mới về, cái mình độ lại thành ghế tài thì riêng, mà ghế bên phụ là riêng, nó thành ghế đơn. Rồi màu á thì cũng lấy phối chung với lại cái màu của cái dàn tắp lô. Rồi còn hình như những cái trên này là những cái dòng chữ đây nè, là hồi trước nó chỉ là một miếng nhựa nhưng mà nó vỡ hết rồi. Bây giờ là mình, và mà bản thân là thực tế là bây giờ muốn mua cũng không có, nên bây giờ mình phải design lại cái dòng chữ này bằng máy CNC. Ngoài ra thì ở trong này còn cái chi tiết gì đặc biệt khác không anh? Có thể chia sẻ thêm về hộp số, về cách vận hành thì nó có gì đặc biệt không? Nói chung là cái xe này thì hộp số vận hành thì nó cũng căn bản thì nó như những cái dòng mà xe tải hay như những cái container đó. Nó khác của người ta một chút xíu là chẳng hạn như là vì cái cần số là chẳng hạn như người ta một xài 12345 thì mà nó ghi chữ 1234D. Chữ D của nó là chữ driver. Rồi đó, rồi cái mỗi lần mà vận hành của nó là cái, nói chung là cái chìa khóa này nó cũng không có giống người ta, chẳng hạn như mỗi lần mình vặn lên nó là phải dùng một cái lần mình lật cái như kiểu là mình rất là cứng. Ngoài ra thì còn hệ thống điều hòa sao anh? Hệ thống điều hòa là của nguyên zin hay là anh làm lại? Hệ thống vì cái bảng này là cái bảng XL nên nó không có cái máy lạnh, nó chỉ có một cái pulley thôi. Về là mình làm, mình gác lên cái máy lạnh với lại cái hệ thống gió đồ lại. Vừa rồi thì các bạn đã cùng tôi như là anh Nhân khám phá cái nội thất của chiếc F350 này, và tôi thấy nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên bây giờ tôi vừa phát hiện ra một chi tiết rất là thú vị, đó chính là cái điều hòa đấy các bạn ạ. Nãy có hỏi anh Nhân là người ta không dùng điều hòa, thì điều hòa chính là cái này. Đây là chính là cái cửa kính lấy gió, và nó là một trong những chi tiết nguyên bản trên chiếc F350 này. Thì chúng ta di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể lấy gió từ đây và rất là dễ chịu. Và nó cũng giống như một chiếc điều hòa thay cho chiếc điều hòa. Bây giờ thì tôi sẽ cùng anh Nhân đi ra cái bộ phận mà tôi rất là thích, đó chính là chiếc thùng xe ngay phía sau, và muốn mời các bạn sẽ cùng trải nghiệm với chúng tôi nhé. Và thưa các bạn, đây chính là chiếc thùng xe mà anh Nhân đã dọn lại. Thực ra thì với những cái dòng siêu bán tải này thì ở Mỹ thì người ta thiên về sức kéo nhiều. Tuy nhiên cũng như vậy, anh Nhân cũng đã dùng như anh Nhân sẽ là 2 tấn thép đúng không? Đúng rồi. Để làm lại chiếc thùng này. Và tôi muốn anh Nhân có thể chia sẻ thêm một chút về cái thùng xe này không? Nói về cái thùng xe này á, thì mình ấn tượng á là về hồi mà mình phục dựng lên á, là mình phải lên internet, phải kiếm tất cả những cái thông số kỹ thuật về, xong mình làm cái bản vẽ. Chẳng hạn như các bạn thấy hai bên hai cái dãy nè, thực tế nó là hai cái thùng, cái nó như cái là nó có ba, mỗi bên nó có ba khoang, là hai khoang trước, khoang sau, là nói chung là mình dựng lại theo cái hình y như cái xe, một cái xe chuyên dụng thực tế mà hồi trước mà bên điện lực người ta hay sử dụng. Thì nói về cái thùng này mà hồi dựng lên là cả một cái quá trình. Vì chẳng hạn như từ những cái tấm sắt, tấm thép á, là phải hàng như mình phải đặt cái tấm thép này riêng. Có một người bạn mình á, là nó chuyên nhập mấy cái thép này, chứ vì cái thép ở Việt Nam mình á, là nó không có đủ tiêu chuẩn để nó làm. Xong mình đặt về, xong rồi mình đo, mình vẽ. Chẳng hạn như nếu mà được lên một cái thùng như này nè, thì chắc là phải tính là mình phải nhập, mình phải dập được
chắc phải là bỏ ở bãi phế liệu phải hơn chục tấn rồi. Vì nói chung làm hư, mình hay là cảm thấy nó không có được như ý muốn là lại vứt đi, rồi lại làm lại. Nói chung cứ mỗi lần làm là nó sai số, từ từ cái sai số nó hết đi. Rồi cái ở dưới là mình giận ở dưới đất. Lúc mình lên trên xe nữa là nó một lãng vấn đề nữa. Về cái lúc mà làm dưới đất xong xuôi là mình đặt lên 4 cái phi á. Lúc mà lên trên xe là không biết cách nào để nâng lên. Thì mình thuê cái cẩu về. Cái cẩu này móc thì nó không có thế móc. Lúc đặt lên rồi thì bị lệch. Xong rồi bắt đầu lại phải canh chỉnh lại gần như từ đầu. Đó, thành ra cái mình đó là mình có ấn tượng là hàng như mình cái xe này nói về cái giá trị mà hồi nãy mà anh có hỏi mình đó. Thì cái giá trị của nó thực tế là cái giá trị tinh thần đối với mình rất là lớn. Vì như kiểu là bao nhiêu năm mình chơi xe này rồi, trước giờ nó thực tế là chỉ có mua đồ lắp ráp thôi. Còn cái xe này mới thực tế là y như những cái tất cả những cái tinh túy, những cái gì mà gọi là cái sở trường đó mà mình đó là mình đổ hết vào trong cái xe này. Vâng, thưa các bạn, đó là thông tin thú vị cuối cùng về chiếc Ford F350 mà anh Nhân vừa chia sẻ. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của Autoline để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Và xin cảm ơn anh Nhân một lần nữa. Dạ. Chủ xe và những chia sẻ cực kỳ thú vị về chiếc F350. Dạ, cảm ơn anh nhiều.